anh ở nhà chính luôn lúc nào ạ? Đợi ý. Ta đều bị đánh lên phần xem không phải chặn thì chứ thì chuyện là trong cái phần quay nó à, chúng ta đã gỡ được tỷ số 1-2 rồi. Và anh em bây giờ chúng ta sẽ có những cái turn để trao đổi nhau. Quan trọng nhất là đánh đế chế là chúng ta phải có trao đổi. Chúng ta phải giao tiếp liên tục. Và đấy là một cái sợi dây liên kết và chúng ta có những cái chiến thuật hay có những cái turn phối hợp nó được chuẩn chỉ hơn. Và đúng sai hay nào và các game thủ sau trận đấu cứ bàn tán với nhau một cách thoải mái đi, tự nhiên đi. Và xin cảm ơn em Thái Châu. Và xin cảm ơn bạn Tuấn Cậu là người chia sẻ và chúc team Hà Nội bằng gia quân mùng 1 thắng lợi. Và xin cảm ơn lời động viên comment đến từ bạn rất là tuyệt vời. Và xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và chúng ta đến cái trận đấu thứ tư. À, trận đấu thứ tư tỷ số hiện tại đang là 1-2. Đây là quýt, game thủ cam quýt của chúng ta cầm bờ đúng vị trí và cũng như là cái quân mà em yêu thích nhá. Vị trí trong cánh là vị trí răng lờ và đôi vòi và bầy yêu gần cạnh vị trí bẫy vàng. Chúng ta đã phát hiện ra những cái vị trí mà rất tài nguyên gọi là cần thiết cho pơ rồi. Có hai cây gỗ 75 tương đối gần, thậm chí là 3 cây. Và mở mắt ra là game thủ cam quýt đang khá thuận, hình như là quả chính của game thủ cam quýt 7 cây luôn. Bên đội bạn là Egipmin, Cho Son và Kata không có cái quân gì gọi là hàng tuyển với ép đời cả. Như trong trận đấu này bên đội bạn đang có một sự chú ý khá lớn, đó chính là BB là người cầm Egip. Cam quyết là em làm cho một nốt nhạc ra đi nhà bài Egip nào. Đánh rắn thì đánh dập đầu, giết xong BB thì khả năng thì gần như tỷ lệ của chúng ta thắng là rất cao. Và hy vọng rằng cánh của BB sẽ cùng cánh game thủ cầm quyết để cho BB khả năng sẽ bị fit nào. Liệu quyết có làm được cái trận đấu highlight khi là người cầm pơ vị trí trong cánh hay không đây. Hoàng Mai Nhi là người cầm Min. Còn đây là Van Lớp, một người cầm Babylon. Đáng báo về là Babylon không có đồ dễ về nhưng có những cây gỗ 75. Chúng ta có thể đặt được S siêu sớm. Gần nhà màu 3, màu 4 đấy nhở. Gần nhà màu 4 là Dương Còi, là người cầm Katha. Xi Măng là vị trí đầu cánh, nhưng vị trí đầu cánh này người ta gọi là có góc. Và khả năng Xi Măng sẽ làm nhiệm vụ đánh cung rồi. Khi mà trong cánh của game thủ cam là người cam quyết là người cầm pơ thì Babylon một thế bài có góc mà thế khung nhà cũng có, đánh cung thì cũng được thôi, vấn đề là em phải đủ đồ đi đã. Một bãi hiêu đầu và một con voi là chưa đủ. Quyết mà đi dò mà giữ hai nhà mà thừa cái gì thì nhớ bảo nhá, có thể ăn chia. Và Xi Măng hiện tại vẫn đang thiếu một đồ và có một bãi hiêu và vị trí giữa hai nhà với cả nhà màu của Hoàng Mai Nhi là màu 5. Bằng hai bãi hiêu, một đôi voi. Xi Măng thì vừa tìm thấy cái gì giữa hai nhà và quyết là người nhường. Bằng đôi voi này sẽ nhường cho Xi Măng để Xi Măng có thể đủ điều kiện thi đấu. Đôi voi này thì cũng như là ép chuẩn hai con hiêu lẻ kia thì chúng ta vẫn đủ điều kiện là ép đời thoải mái. Một bài thì mang tính chất là tròn đồ đến từ Xi Măng và vẫn đủ, may ra thì đủ cái điều kiện nâng cấp chặt gỗ. Không được bỏ qua sót con hiêu hay con voi đâu cả. Hai con hiêu kia sau này chúng ta cũng phải tận dụng. Một bài gọi là 6 hiêu với cả 3 voi đến từ Xi Măng.
Đang bài Hoàng Mai Nhi cũng được nhá. Và Minoan của chúng ta cũng được và đang đánh cái lực dân 26 là tương đối khỏe và lên xong đồ ăn hoàng của em khá nhiều, còn nguyên bãi quả. Heal Void thì có lẽ là đủ để mà ép đời. Đang hơi khó chịu. Hai dân đi răng lờ gặp hai sư tử nhưng không sao, chúng ta vẫn sống một dân là được rồi. Đừng có tai nạn tiếp theo nữa là ok thôi. Hoàng Mai Nhi cũng đang cử thêm một nông dân và đuổi theo. Gõ nhà điều kiện cho nó nhanh. Đang bên đội bạn khả năng theo văn lớp báo về là sẽ là thế ba chém và một cung là Egypt thôi. Đang sẽ là 10. Đầu 10 đến từ Viper. Pơ lực khỏe nhá. Pơ lực rất khỏe đấy. Vẫn còn nguyên bãi yêu dành cho Pơ. Nhưng vấn đề phải đầu tư đi ăn vàng thôi. À, đã nguyên một bãi quả, nguyên một bãi hiêu. Và bãi hiêu này số lượng mắc 7 con. Công giáp phải đầy đủ cho con ngựa giò rồi. Phải đầu tư luôn, đầy đủ luôn. Không thiếu cái gì cả. Bằng thêm dân ăn vàng đi. Bằng dân ăn vàng của em hơi thiếu đấy. Và xin cái nổ cái địa chỉ đầu cánh của game thủ cầm quýt nào. Màu 2. Đây là cái thủ béo kia kia có cái nhà gì kia. Thôi làm 75 gỗ cũng được, mình xin. Vâng, thêm một bãi vàng nữa. Vâng, chơi hẳn hai bãi vàng đến từ cái thủ cầm quýt. Vâng, công giáp đầy đủ cho con ngựa giò thì cứ thế mà sọc thôi. Và đang lên công rồi, lên xong công. Hai dân, chúng ta cứ ngồi đếm. Hoàng Mai Nhi cánh bên này. Vâng, nổ được cái địa chỉ nhà màu 3 vị trí 9 giờ. Đấy là vị trí đầu cánh của cái thủ văn lớp. Bằng 2L đến từ bài của cái thủ Hoàng Mai Nhi rồi. Và lực em là tương đối khỏe. À, quay sang máy của cái thủ Capuit. À, cung tê của cái thủ Bèo đã giết được cái con ngựa giò của cái thủ Capuit rồi. Hơi đang tiếp một tí. Và văn lớp tình hình sao? Tham Lai 25 và vẫn đang đi ăn hoàng. Đang cung đầu cánh. Ôi xôi, vác dân giang ôm bom cả. Vác dân giang ôm bom thì game thủ văn lớp thì kinh rồi. Tiểu văn thầu nhiều tuyệt chiêu quá. Và có con dân nông dân đằng sau ít máu hơn đấy văn lớp ạ. Vẫn đang hít ăn dân. Phát nữa con kia đã nằm xuống. Vẫn phải phát nữa. Bám rất dài. Rồi quay trở lại với cái thanh chém một tờ đục tốt đến từ game thủ cầm quýt. Số 27 dí vào ruộng. Không được vẩy e nào. Và người ta đã vẩy kịp e rồi. Và bây giờ chúng ta tách lạc đà ra giải vào các vị trí bãi. Bãi gỗ ấy, cái thứ giải đi. Rồi, một tờ đục tốt đến từ game thủ cầm quýt. Màu 2 vẫn chưa bánh xe đâu. Màu 2 vẫn chưa bánh xe đâu cầm quýt nhá. Và Hoàng Mai Nhi thời điểm bắt đầu là đang cố gắng đi vào nhà game thủ màu 3. Màu 2 thời điểm bắt đầu là rất yếu đấy. Người ta mới chỉ là yếu thôi. Và dân họ cũng đang có bánh xe rồi. Và bây giờ thì màu 4 là game thủ Dương Còi, là người đi răng lờ. Bằng khả năng thì game tổ BB sẽ là cùng cánh của phía bên Hoàng Mai Nhi. À không, màu 4 ở cùng cánh của game thủ Hoàng Mai Nhi. Vậy là ekip bên đội bạn áng chừng từ 11 giờ đến 12 giờ thôi. Và Bi vẫn đang sống nguyên nhá, vẫn đang khỏe nguyên. Chưa ai động vào nhà Bi cả. Và kể ra trong trận đấu này mới Bi và rơi vào vị trí đầu cánh thì để cho cái thủ cam quýt phay thì tươi. Kia kia một tơn tháo công với từ màu một vẩy vẩy hết vẩy hết. Chưa có nhiều gỗ để mà vẩy trong tơn đấu ai. Nào, hai cái phay. Đang thiếu khá nhiều gỗ đến từ game thủ cam quýt. Và BB là người đã có tân kê. Và đây là tân cung giờ đầu thôi. Và khả năng như là 4 con. Và cung chém ra đi phối hợp vào vị trí đứng cung họ trên dốc nha. Người ta đứng ở trên dốc đấy. Người ta đứng ở trên dốc nha. Cẩn thận. Và cái tân này tưởng bài gỗ nó phải hở nhưng mà vẫn không hở là sao. Vẫn không hở ạ. À, dị thật. Vâng, Quyết đang đi lạc đà cùng với cả cung của game thủ xi măng. Và đẩy hướng dần sang nhà game thủ BB.
Vâng, xi măng vẫn đang tham lai 4x và đang có những tơn cùng dí mà đuổi theo rồi. Vâng, tơn này đông nhá, chưa chắc ăn được đâu, chưa chắc ăn được đâu. Vâng, Hoàng Mai Nhi. Vâng, Hoàng Mai Nhi đang xô một tơn và lủng nhà của game thủ BB. Vâng, cảm giác bài BB rất rộng đấy. Bài BB rất rộng đấy, thế nhà cũng rất là xấu, không có gì đẹp đâu. Anh em cứ đánh bình tĩnh thôi, đừng có đấu quân vội để cho Hoàng Mai Nhi đi khoáng. BB nó rất đông cung đứng ở nhà thôi nhá, họ thủ toàn tập rồi. Vâng, không biết là Van Lớp di chết được nhà mùa 3 chưa. Vâng, tham lai là 55 đến từ game thủ Van Lớp. Vâng, đánh anh em đánh bình tĩnh thôi, nếu trận này là chúng ta dễ đánh hơn đấy. Vâng, coi bám đuổi nông dân của Hoàng Mai Nhi rất dai. Marathon một vòng rồi. Lạc đà đuổi nhau với cái dân bánh xe. Nguyên cầm kích lạc đà to tổ ố ra và vẫn cứ đuổi theo. Cứ ma tổng rồi thế mới ai chứ. Hoàng Mai Nhi còn đi thêm vòng nữa không em ơi? Làm thêm lượn thêm vòng nữa em ơi. Câu kéo cái kích lạc đà để cho Dương Còi tự phế. Tham của chúng ta đang đi nhá, và đang có những cái tơn vẩy e đến từ Dương Còi. Vâng, cáu quá rồi, phải đầu tư gỗ vẩy e rồi. Vâng, tiếp tục ma tổng. Vâng, đuổi. Đúng là màn rượt đuổi này rất hay. Không có trường hợp là tạt hay là té sang nhà nào khác mà cứ ma tông đuổi theo dân của Hoàng Mai Nhi thôi. Đi tua đúng một vòng rồi. Lại xô vào ăn bạn tiếp bài gỗ. BB đang rất thịnh. Quyết cẩn thận đỡ tên này nhá, đông lạc đà 14 lắm đấy, rất đông nhá. Vâng, xi măng có thể sang kê cho game thủ cam quyết của chúng ta một tên đi. Đang bùng dân và sóc dân là khá nhanh dành cho BB. Nhà họ xấu lắm. Nhà này thì tha hồ mà. Lạc đà của Hoàng Mai Nhi đừng để vẩy e, đừng để bị bắt thôi. Cứ đục ra đục vào một cách thoải mái. Và lớp giết sâu nhà màu 3 chưa? Và lớp đang bùng BD và sóc dân. Quyết thăm lại 24. Và màu 4 lạc đà được báo về là chết sạch rồi. Và Quyết sẽ là hồi lại dân và ra lại ruộng của mình. Và đang đào vàng đến từ bài của game thủ xi măng. Một thế bài khung kín mít. BB đang có dấu hiệu đẩy quân nhá. Và người ta đang đuổi theo lạc đà của Hoàng Mai Nhi thôi. Hoàng Mai Nhi trong trận đấu cái kia. Hoàng Mai Nhi ơi, vơi phay đi em ơi. Phay đi. Có những cái tơn vẩy e đến từ Hoàng Mai Nhi, chúng ta mới chỉ la liếm được một ít dân thôi. Xi măng tiến vòng, cứ đi chạy xung quanh nhà họ thôi, gặp cái gì thì bắn thôi. Vẩy e nào, bắt chọn cái cung nào, dí vào em ơi, dí vào. Một thế khó dành cho BB rồi. Xem BB có bao nhiêu cái tay để có thể đỡ được trận đấu này. Một thế bài không khung, một thế bài rất rộng. Vâng, Quýt đang có mặt ở đây. Ba nhà đang phối hợp hấp diêm. Vâng, có thêm một màu nhà thứ tư đến từ Van Lớp đây không thôi. Vâng, BB là người đi sai rồi và tỷ số đang là 2-2, rất căng thẳng. Và cả hai bên sẽ tiến tới trận đấu chung kết trong ít phút nữa thôi. Bên đội bạn chém không tốt thì đấy là một cái thế rất khó dành cho BB. Và kể cả BB là cầm hàng hiệu chủ lực Egypt nhưng cái thế nhà của BB quá xấu. Và anh em có thể cho một like và ủng hộ cho cái thủ Hoàng Nhi. Và anh em của chúng ta có thể là share và động viên tinh thần cho Hoàng Mai Nhi nói riêng cũng như anh em Hà Nội nói chung, để chúng ta có một tinh thần và như phong độ thật tốt trong trận đấu chung kết của xe đấu thứ nhất được không ạ? Ngay trận đấu đầu tiên chúng ta đã có một cái cảm xúc tương đối lo lắng và tương đối hồi hộp rồi. Cả hai bên đều dẫn vào trận đấu chung kết. Thua không ai, và liệu chúng ta có bật lại được 3 hay không đây?